Cơm trắng có màu trắng vì được làm từ gạo trắng. Bà kia thì nhát. Chị gái review cách ăn cơm trắng kiêm đồ màu sẫm khiến anh em xem drama phải cười bò. Nếu anh em còn nhớ chất drama ăn cơm trắng thì hẳn sẽ phải cười bò với màn cà khịa ngập ngụa trong video dưới đây. Biết cư dân mạng đang cãi nhau vì quan điểm không nên ăn cơm trắng và nên ăn rau màu nhạt, chị gái trong video này đã nhanh trí làm ngay trước video review cơm trắng kiêm đồ ăn màu sẫm. Nghe xong, ai nấy cũng thấy mùi cà khịa đậm đà luôn. Cơm trắng có màu trắng vì được làm từ gạo trắng. Bà khía có màu sẫm, ăn vào mặn lòi cái lưng. Nhưng vì màu sẫm nên ăn luôn vỏ cho có chất. Bắp chuối là một loại rau củ quả có màu sẫm. Ăn vào nó chát muôn lòi cái lưỡi, nhưng vì nó màu sẫm nên phải ăn hết cho có chất. Bánh Oreo mặc dù không liên quan đến cơm trắng, nhưng vì nó có màu sẫm, nó đen như cái lông mũi nên phải ăn cho có chất. Nước tương là một loại gia vị lỏng có màu sẫm, không chỉ ăn được với cơm mà chúng ta còn có thể húp trọn từng muỗng. Dù mặn muốn tụt huyết áp nhưng vì nó sẫm nên phải húp. Và ai cả đời. Húp thịt khét có mùi khó chịu bỏ mẹ, nhưng do nó có màu sẫm nên phải nhai đi nhai lại như bò. Vì nó có màu sẫm nên có thể chà lên da mặt cho có chất. Không biết sau khi thẩm xong bài review này, cô giáo dạy yoga có thấy nhột nhột trong người hay không? Cũng biết giảm cân là câu chuyện dài với các chị em phụ nữ, vậy nên để kiên trì được với chặng đường này, thiết nghĩ chị em không nên quá kén ăn, ăn gì cũng được, quan trọng là đủ chất nha. Các bạn nghĩ sao về màn cá khịa này? Comment ngay cho TV Trend biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trend, nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.